Lãnh địa tại mạc thế chương 1180 Bị gián lớp Bỗng nhiên Một âm thanh truyền đến cách đó không xa Bạn Galio Tôi muốn khiêu chiến với bạn Anh ngẩng đầu nhìn lên Và thấy một người bạn xa lạ Bộ quần áo ở trên người Của bạn học sinh kia Đến từ thành phố Thâm Lam Tuy nhiên Lớp của học sinh kia Được đánh dấu vô cùng bắt mắt Bang ba Galio siết chặt nắm đấm Tiếng răng rắc vang lên anh giống như một con sư tử bị thương hai mắt đỏ ngầu của anh phát tán ra cơn thịnh nộ ngập trời anh không thể nhẫn được galio chấp nhận khiêu chiến anh cũng không có cách nào từ chối mười phút sau bởi vì tâm trí trần ngập sự tức giận nên galio chiến đấu một cách hỗn loạn dẫn đến sai sót bị một chiêu đánh bại cảm xúc hắn dao động dữ dội bỗng nhiên liền phun ra một nguồn máu dưới tác dụng của không gian tinh thần vết thương của anh đã hồi phục lại như cũ Tuy nhiên, cảm giác chán nản đó vẫn không thể nào xua đi được. Số thứ tự lớp học ở trên đầu anh từ số 2 biến thành số 3. Nó dường như đang chế nhạo anh một cách trần trụi, không biết tự lượng sức mình. Hơn nữa, anh đã lãng phí 3 lần cơ hội thất bại. Hiện tại, anh muốn tiếp tục khiêu chiến để đoạt lại thân phận học viên lớp 2, cũng không còn lựa chọn nào cả. Galo bỏ đi trong tuyệt vọng. Trước khi rời đi, anh còn bị thử thách thêm hai lần nữa. Lần này là bởi các học sinh lớp 4, tất cả đều mới ở cấp độ thức tỉnh và Galio dễ dàng giành chiến thắng. Sau khi bị thách đấu 3 lần, bạn có quyền từ chối những người thách đấu tiếp theo. Galio có thể rời đi giữa chừng, anh còn phải cảm ơn hại người thách đấu sau đó. Đáng tiếc, tâm trạng anh lúc này cũng không hề tốt. Những học sinh trao đổi của câu lạc bộ anh hùng có phần bi thảm. Bởi vì, Galio đã thua 4 trận liên tục khiến cho tất cả học viên của thành phố Thâm Lam hay những học viên trao đổi đến từ các thánh địa khác. Bọn họ đều cảm thấy những học viên của câu lạc bộ anh hùng miệng cọp gan thỏ, không đúng, bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu nhất. Không ít học viên đều lựa chọn mục tiêu vào các học viên trao đổi của câu lạc bộ anh hùng. Victor cũng bị thách đấu hai lần. Những người thách đầu đều là học viên ban 2. Anh đã thắng một cách dễ dàng, về sau cũng không có ai dám thách đấu anh nữa. Tuy nhiên, một thiên tài khác lúc đầu được xếp ở bang một lại bị kéo xuống bài thi đánh giá cuối tháng kéo dài gần nửa ngày trước đây các bài thử thách đánh giả thường kết thúc chỉ trong vòng một giờ người nào mạnh người nào yếu đều có điểm trong đầu năm này không ít học sinh trao đổi đến đây học tập hơn nữa không ít diều hâu không hề có thực lực yếu việc khiêu chiến cũng bị kéo dài rất lâu lúc đầu các sinh viên trao đổi đến từ các thánh địa lớn đều là những người khởi xướng thử thách tuy nhiên sau khi bọn họ nhìn thấy số phận của galio nhiều người trong số họ đều trở nên sợ hãi vì thế bọn họ đã biến thành bên bị thách thức với việc mở rộng số lượng ở trong lớp thiên tài nhiều học viên của học viện cây thế giới đã loại bỏ không ít học sinh trao đổi để thăng hạng và giành được nhiều quyền lợi cao hơn tất nhiên trong số các học viên trao đổi đến từ các thánh địa khác cũng không phải là không có người khiêu chiến. Victor nhìn thấy một thiên tài lớp 3 của Hùng Xám đã được thăng cấp thành công lên bang 2 và một thiên tài của Quarendo cũng khiêu chiến thành công. Tuy nhiên, những người bọn họ thách đấu không phải là những học viên của cây thế giới. Bọn họ khiêu chiến những học sinh trao đổi từ các thánh địa khác, một trong số đó đến từ câu lạc bộ anh hùng. Thật đáng xấu hổ. Điều đáng xấu hổ hơn nữa là hai thiên tài trao đổi khiêu chiến thành công kia. Bọn họ cũng chưa đứng vững được bao lâu liền bị các học sinh của Học viện Cây Thế Giới đá đít xuống. Victor nhìn quanh và thấy không hề có bất kỳ học viên nào được thăng cấp. Thậm chí, học viên được lưu lại lớp của mình chỉ chiếm 60%. Số còn lại bị chuyển sang lớp khác. Trong toàn bộ lớp thiên tài ban 1, Victor phát hiện chỉ còn lại bốn học sinh trao đổi là Anh, Diêu Thành Vũ, Cổ Thang và Eva. Điều duy nhất khiến cho các học viên trao đổi như Victor cảm thấy thở vào nhẹ nhõm. Tuy học viên trao đổi của bọn họ không giỏi bằng những học viên cây thế giới. Nhưng, bọn họ vẫn mạnh hơn những học viên lớp dưới. Những học viên trao đổi đang học lớp 5 thiên tài. Khi phải đối mặt với sự khiêu chiến từ các học viên lớp 1 ưu tú. Bọn họ đều bảo vệ thành công, bảo vệ được tình trạng hiện tại của mình, miễn cưỡng mới bảo vệ được một ít mặt mũi bài kiểm tra đánh giá cuối tháng đã giúp nhiều học viên trao đổi hiểu rõ hơn về bản thân của mình nhiều người đều không để ý đến mệnh lệnh dò xét thông tin tình báo của các lãnh đạo thánh địa bọn họ đều cố gắng tu luyện nếu không vì bản thân mình cũng vì thể diện thế lực ở phía sau cũng không thể nào quá kém đúng không trong chớp mắt ba tháng đã trôi qua ba lần đánh giá cuối tháng học viên giao lưu đến từ các thánh địa dù sao vẫn là hạng người tài năng bọn họ có hoàn cảnh tu luyện hoàn hảo và tài nguyên ưu việt. Thực lực mỗi người đều có sự đốt phá về chất và cảnh giới. Một số thiên tài đã từng rơi xuống ở trong trận khiêu chiến cuối tháng. Bọn họ một lần nữa lấy lại địa vị của mình. Số lượng học sinh trao đổi ở trong lớp thiên tài đã tăng lên 7 người. Thứ hạng của Victor ở trong bảng xếp hạng thi đấu đã tăng lên từ 48 lên 33. Thậm chí, anh còn đứng trong top 25 ở lớp thiên tài ban 1. Đúng thế, thiên tài đứng đầu ở trong bảng xếp hạng đều không phải là học sinh lớp 6. Trong đó có không ít học sinh lớp 4 và lớp 5. Những người đó mới là thiên tài thật sự. Điều đó khiến cho Victor không dám kiêu ngạo. Ngược lại tên Galio kia. Việc thua 4 lần liên tiếp trong phần thi đánh giá cuối tháng. Điều đó đã dán một đòn thật mạnh vào Galio, người vẫn luôn thuận buồn xuôi gió từ ngày tận thế đã gặp phải đã kích. Hiện tại, hắn không thể trở lại lớp thiên tài ban hai anh nghe đồn những bài thi đánh giá cuối tháng gần đây ngay cả địa vị lớp ba của hắn cũng sắp không thể nào giữ được nữa thực lực hoàn toàn không hề có tiến bộ cùng lúc đó ở câu lạc bộ anh hùng cha galio cũng nghe nói chuyện của con trai mình xếp hạng không vào trong top một trăm hoàn toàn yếu nhất bài tập cơ bản tu luyện mỗi ngày cũng không thể hoàn thành hắn nhíu mày và kìm nén cơn tức giận anh thả hết mọi công việc ở trong tay xuống đi vào cổng dịch chuyển tiến về thành phố thâm lam anh sử dụng quyền hạn của mình chen ngang và dịch chuyển đến thành phố thâm lam thành phố thâm lam ở một ngôi biệt thự nằm ngoài khuôn viên trường cha galio nhìn thấy đứa con trai suy đồi của mình mày nhìn thử bộ dáng của mày hiện giờ thử hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chuyện này các quan chức cấp cao ở trong câu lạc bộ anh hùng đều biết khiến cho hắn cảm thấy mất mặt không thôi Galio đầu tóc rồi bù, hắn vẫn không thể nào thoát khỏi cơn ác mộng mấy tháng trước. Mỗi khi gặp một học viên ở trong trường học, hắn đều cảm thấy đối phương đang nhìn hắn bằng ánh mắt chế giễu. Anh không thể nào chịu đựng được và phải di chuyển ra khỏi trường. Vì sao, tại sao mình không thể đánh bại được những người đó? Mình rõ ràng đã cố gắng tu luyện chăm chỉ. Mỗi ngày, mình chỉ dành ra 5 tiếng để vui chơi, thời gian còn lại đều dùng hết ở trong việc tu luyện tại sao bản thân mình ngay cả những tên lớp ba kia cũng không thể nào đánh bại cha galio nhìn thấy bộ dáng sa đọa của hắn ước gì bản thân có thể tát hắn một cái khi giơ tay lên ông cũng không thể đánh đây chính là đứa con trai duy nhất của mình tuy cha galio có tuổi thọ rất dài ngay cả khi có thêm một đứa con trai khác cũng không thành vấn đề tuy nhiên đây chính là kết tinh duy nhất của ông và người vợ đã mất Cha Galio cảm thấy có chút hối hận, ông liên đưa con trai đến học viện cây thế giới. Ông muốn để cho con trai mình có một môi trường tu luyện tốt hơn. Hiện tại, con trai mình gần như vô dụng rồi. Học viện cây thế giới phải chịu trách nhiệm. Ông nhịn không được mắng Galio một trận, ông chỉ có thể đem cơn giận này trút xuống ở trên người học viện. Ông dẫn theo đứa con vô dụng của mình đi đến học viện cây thế giới dương nguyệt và lý nhị ngưu đã đảm nhiệm chức giáo viên đặc biệt của học viên gần một học kỳ bọn họ đã quyết định rời thành phố thâm lam và quay trở về đại đạo tông sau khi phần thi đánh giá cuối kỳ kết thúc thành phố thâm lam về cơ bản có điều kiện tu luyện thì bên đại đạo tông cũng đều có tuy nhiên ở thành phố thâm lam cường giả nhiều hơn ở đại đạo tông ngoại trừ đại sư tỷ và các trưởng lão đám đệ tử đời đầu như bọn họ bình thường cũng không giao lưu trao đổi nhiều lắm Tuy nhiên, ở thành phố Thâm Lam không hề thiếu cường giả cấp 2. Chiến đấu, giao lưu, học hỏi, thực lực của Dương Nguyệt và Lý Nhị Ngưu đều tiến bộ không ít. Tuy nhiên, Đại Đạo Tông mới là quê hương của bọn họ. Ở bên kia cũng có những nơi cần đến bọn hắn. Dương Nguyệt và Lý Nhị Ngưu đang xử lý một số công việc bàn giao. Bọn họ nhìn thấy một vị cao thủ có khí tức không kém, sắc mặt hơi trầm xuống và lao thẳng vào phòng làm việc của phó viện trưởng cô ấy lắng nghe ồ đó chính là cha của tên học viên thua bốn trận liên tiếp kia phó viện trưởng hàng ngày xử lý công việc lặt vặt của trường cũng là một vị siêu phàm cấp cao khí thế không bằng cha của galio tuy nhiên anh không hề sợ hãi chút nào hai cặp mắt nhìn nhau cha galio nhất thời cũng không biết nên nói cái gì bức bách ông vẫn tự mình hiểu lấy lúc đầu ông chỉ tức giận khi mình đem giao cho học viện cây thế giới hiện tại, hắn liền bị chơi cho thành một tên vô dụng luôn rồi. Nhưng sau khi nghĩ lại, tên rác rưởi đó vẫn không muốn tranh tài cùng với người ta. Cha Galio tìm tới cửa, không phải muốn tìm kiếm công đạo vốn nó không hề tồn tại ngay từ đầu. Ông muốn đến đây yêu cầu các lãnh đạo cấp cao của học viên cây thế giới khiến cho Galio không còn suy đồi như thế nữa. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Galio đã sa sút ở trong học viên, nên hắn cần ở trong học viện tìm lại niềm tin một lần nữa. Ví dụ như tìm cách để cho hắn chiến thắng các thiên tài ở trong học viện, điều này đối với học viện cây thế giới mà nói cũng không hề khó. Bản thân là lãnh đạo của câu lạc bộ anh hùng, chút mặt mũi này cũng phải cho chứ. Tôi nghĩ tốt hơn hết đừng nên lãng phí tài nguyên để nuôi dưỡng loại tham vọng này. Tương lai không đi xa được. Một giọng nói rõ ràng vang lên từ phía sau, khiến cha Galio thật vất vả áp chế cơn tức giận, lại lần nữa bùng nổ ngươi là học sinh ban nào khi nào mới đến phiên ngươi nói chuyện ông nhìn thấy dương nguyệt có khuôn mặt rất trẻ y chang với những học sinh khác ở trong trường tuy tuổi còn trẻ cũng không nên kiêu ngạo như thế cha galio quyết định dạy cho cô một bài học a à, tôi chính là giáo viên dương nguyệt trừng mắt một cách vô tội khí thế của cha galio mạnh mẽ bao phủ cô cơn gió khiến rèm cửa phải kêu xào xạc. Lời nói không thể nói lung tung. Thân phận, địa vị, thực lực, hắn bình tĩnh nói chuyện với một tên siêu phàm cấp 1. Bởi vì, đối phương là phó viện trưởng của học viện, phía sau lưng thành phố Thâm Lam chống đỡ. Tuy nhiên, ngươi chỉ là một tên giáo viên bình thường. Trong học viện có hàng nghìn giáo viên, làm sao có tư cách để nói chuyện ở chỗ này? Khí thế giống như hổ, mặc dù đang cha galio đang ở trong phòng làm việc của viện trưởng tuy nhiên không gian ở bên trong mơ hồ xuất hiện một con hổ đang gầm lên tuy nhiên dương nguyệt đứng bất động như núi tóc tai bên tai khẽ lung lay nó tựa như một cơn gió vừa mới thổi qua cô hơi tức giận nhíu mà và ngưng tụ ra một cổ khí thế đánh trả lại oanh làn sóng vô hình bùng nổ cha galio đột nhiên lùi lại hai bước ánh mắt thể hiện sự kinh hãi Galio run rẩy và cũng không dám nói chuyện. Quả nhiên, học viện cây thế giới thật đáng sợ. Tùy tiện một vị giáo viên đi ra, ngay cả người cha ở trong mắt mình luôn vô địch cũng không thể nào đánh lại. Người này chính là giáo viên đặc biệt của học viện chúng tôi. Phó viện trưởng đứng lên hòa giải, sau đó ông liền chuyển sang đề tài khác, nghiêm trang phân tích, tôi cảm thấy giáo viên Dương Nguyệt nói đúng lắm. Tâm trí và ý chí chính là tiêu chí quan trọng để đo lường giới hạn ở trên thân một người thức tỉnh. Hàng năm, học viện của chúng ta đều kiểm tra tâm tin của học viên và mài dũa ý chí của các em. Tuy nhiên, ông dừng lại, tôi vẫn đề nghị bạn Galio tạm thời chấm dứt việc học sinh trao đổi ở đây. Dù sao, trạng thái hiện tại của bạn Galio trước mắt không hề thích hợp việc tu luyện chiến đấu. Phó viện trưởng thực sự muốn nói, học viên có tính cách kém như Galio ngay cả khi cảnh giới có tăng lên cũng không thể nào được trọng dụng. Vì thế, Bọn họ không muốn lãng phí nguồn tài nguyên quý giá của lớp thiên tài tại học viện bọn họ. Tuy nhiên, ông vẫn là một vị phó viện trưởng và cần phải cân nhắc đến cảm xúc của phụ huynh. Ta! À, Ngươi! Cha Galio tức giận. Ông không thể nói ra, đánh cũng không lại. Ông chỉ có thể hướng ánh mắt tức giận về phía đứa con trai của mình. Galio sợ hãi liền lùi lại một bước. Cha Galio có phần bất đắc dĩ, hận sắc không thể nào rèn được thép liền dời ánh mắt sang chỗ khác galio cũng không muốn rời đi như thế bởi vì điều đó sau này sẽ khiến cho hắn không thể nào ngẩng đầu lên nổi mặc dù hiện tại cũng không hề sai biệt bao nhiêu galio cũng không phải không hiểu chỉ có quyết tâm tu luyện nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể rửa sạch mối sỉ nhục này tuy nhiên bản thân hắn không hạ quyết tâm tu luyện được cha galio không còn cách nào khác ông đành phải ở lại thành phố Thâm Lam để chỉ đạo cho đứa con trai mình tu luyện. Chẳng bao lâu, kỳ thi cuối kỳ đang đến gần. Dưới sự bức bách tàn nhẫn của cha Galion, thực lực của Galio được cải thiện một chút. Bởi vì, ông muốn để cho đứa con trai mình đánh bại các bạn học. Cha Galio liền đem thanh thần binh cấp 2 của mình cho Galio mượn. Vũ khí cũng là một loại thực lực, việc sử dụng trang bị tốt không hề bị cấm ở trong các trận chiến tại Học viện Cây Thế Giới bên trong không gian tinh thần cũng có thể hoàn toàn mô phỏng trước khi học viên bước vào. Với thần binh cấp 2 này, chỉ cần con không khiêu chiến những người quá mạnh. Bản thân con quay trở lại ban hai cũng không thành vấn đề gì cả. Galio nhớ kỹ và gật đầu. Sau nửa tháng huấn luyện, hắn đã gột rửa một phần sa đọa. Chỉ cần hắn có thể chiến thắng bạn học, liền có thể quay trở về cuộc sống mới. Ít nhất, hắn có thể vượt khỏi tâm ma ở trong lòng. Con đã sẵn sàng rồi, Thưa cha, con sẽ không để cho cha thất vọng nữa. Bài thi đánh giá cuối cùng. Ở bên trong chiến trường quen thuộc, Galio cầm trong tay thanh thần binh cấp 2. Anh truyền vào nguyên lực để vận dụng và sử dụng một đòn để chém chết đối thủ. Một tấm gương dùng để đánh giá học viên. Việc đánh giá qua gương, tất cả học viên đều phải tiến hành. Chẳng bao lâu, tấm gương vỡ ra và Galio liền xuất hiện tại địa điểm trước đó. Khi hắn xuất hiện đã có không ít học sinh trong hội trường Số lượng càng lúc càng nhiều Có người tản ra khí tức Người lạ không nên chạm vào Có người thì đang nói chuyện với nhau Ánh mắt Galio sắc bén nhìn qua từng bóng người Để tránh lặp lại những sai lầm trước đó Anh đã ghi nhớ lại diện mạo và tên của từng tên học sinh thiên tài ban 1 và ban 2 Đồng thời, anh đã điều tra chi tiết về vũ khí, phép thuật và kỹ năng chiến đấu bản thân bọn họ am hiểu chỉ cần anh chọn đúng mục tiêu phù hợp anh liền có thể giành chiến thắng chỉ có điều hôm nay học viên ở trong sân thi đấu tự hồ có rất nhiều anh có phần bối rối nhưng cũng không hề suy nghĩ nhiều lúc này anh chỉ chuyên tâm vào việc báo thù rửa sạch mối sỉ nhục lúc trước phần thi đánh giá cuối kỳ và phần thi đánh giá hàng tháng không hề giống nhau mỗi một học sinh phải đối mặt với thực lực phản chiếu khác nhau khoảng cách dựa vào sức chiến đấu cá nhân lúc đầu năm học và khoảng cách tăng lên ở một mức độ nhất định. Chủ yếu để kiểm tra thành tích học tập của học viên đó trong học kỳ. Nói chung, học viên có thể đánh bại hình ảnh phản chiếu của mình, miễn bọn họ không lơ là trong việc học. Galio cầm thần binh cấp 2, hắn sẽ không phải gặp nhiều khó khăn khi đánh bại hình ảnh phản chiếu của mình. Nói đúng ra, đánh bại hình ảnh phản chiếu có nghĩa thông qua bài thi kiểm tra cuối kỳ. Những thử thách tiếp theo, bạn có thể được tự do lựa chọn có muốn chấp nhận hay không Bây giờ chính thời điểm các cao thủ chiến đấu với nhau Dù sao ở trong trường học, xếp hạng thi đấu đều do hệ thống tái tạo lại hình ảnh phản chiếu Nhiều học sinh cảm thấy không thú vị Bài thi cuối kỳ chính là thời điểm các bậc thầy cao thủ xuất hiện Tuy nhiên, đối với Galio mà nói thì nó cũng y hệt như thế Anh chỉ cần chiến thắng các học sinh ở bang 1 và bang 2 dưới hàng nghìn ánh mắt của các thiên tài ở chỗ này anh ấy có thể chứng minh được mình. Hiện trường có quá nhiều người, Galio chỉ có thể sử dụng hệ thống tìm kiếm để tìm kiếm học viên ban 1 và ban 2. Anh nhanh chóng lựa chọn mục tiêu. Đinh Mục tiêu của bạn đang chiến đấu, xin mời bạn lựa chọn đối thủ khác để khiêu chiến. Đinh Mục tiêu của bạn đã từ chối lời khiêu chiến của bạn. Xin mời bạn chọn đối thủ khác để khiêu chiến. Đinh Mục tiêu của bạn đã rời khỏi sân. Xin mời bạn hãy lựa chọn đối thủ khác để khiêu chiến. Galo. Dù sao, bài thi cuối kỳ diễn ra một cách tùy ý và không yêu cầu phải có mặt ở chỗ này. Điều này, anh có thể lý giải được. Tuy nhiên, đó là một số mục tiêu mà anh nắm chắc giành chiến thắng. Galio mơ hồ cảm thấy có một điểm xấu chẳng lành. Bình tĩnh. Mình cần phải bình tĩnh, ngay cả khi mình lựa chọn mục tiêu kém hơn một bậc thì mình cũng có 90% giành chiến thắng. Bản thân hơi có tính toán sai lầm một chút. Cuộc thi tháng có hạn chế khiêu chiến, nhưng bạn không thể nào từ chối. Tuy nhiên, ở phần thi cuối kỳ, bạn có thể tùy ý lựa chọn đối thủ. Những người khác không nhất thiết phải đáp ứng lời khiêu chiến của mình. Tuy nhiên, Galio cảm thấy mình không thể nào chờ đợi đến cuộc thi tháng kế tiếp. Đó chính là học kỳ tiếp theo. Tần Phi, La Vũ Hào, Yêu Nghiệp, Đoạn Cầm lần lượt những cái tên tiếng Hán được viết bằng tiếng Anh hiện lên ở trên màn hình ánh sáng. Đó chính là thói quen, Galio hiểu tiếng Hàn và Anh cũng thích thay đổi hệ thống ngôn ngữ thành phiên bản tiếng Anh. Ngay lập tức, những lá thư khiêu chiến Anh gửi đi. Cuối cùng cũng có người hồi âm trở lại. Đoạn cầm Vị học viên đoạn cầm kia đã chấp nhận lời thách đấu của Anh. Trong số những thông tin tình báo mà Galio thu thập được, có thông tin về vị học viên này hắn chỉ tầm trung ở bang thứ hai am hiểu phép thuật hệ một và phép thuật khống chế tuy nhiên bản thân mình có thần binh cấp hai bất kể dây trói quấn quanh người hay phép thuật cây cối mình có thể một đao chém nứt ở trong đám đông victor bỗng quay đầu nhìn lại về phía võ đại thân ảnh galio hiện ra tên kia rốt cuộc có dũng khí ra thi đấu sao đợi đã hắn tính khiêu chiến ai đoạn cầm victor hai mắt trừng ra sau đó anh mới biết học viên đoạn cầm này cô ấy là học sinh bang thứ tư nhưng nửa năm trước đã leo lên ngai vàng của bảng xếp hạng thi đấu ở trong trường cô ấy chính là một thiên tài chân chính hàng đầu người đứng thứ hai và thứ ba đều là học sinh ở bang thứ sáu so với cô chỉ kém hơn một chút mình nhớ đoàn cầm có một người em gái học bang sáu hình như tên gọi là đoạn kỳ thì phải không thể nào ở một góc sân vận động một cô gái nhỏ nhắn ngồi xếp bằng trên mặt đất Hai tay cô nâng má, gương mặt phồng lên, nhàm chán nhìn những trận chiến đấu ở trên sân. Này, sao không có ai khiêu chiến mình thế nhỉ? Không một ai tiếp nhận lời khiêu chiến của mình nữa chứ. Sau khi đoàn cầm giải quyết xong hình ảnh phản chiếu của mình, cô lập tức gửi thư khiêu chiến tập thể. Đáng tiếc, không một ai tiếp nhận lời thách đấu của cô. Đặc biệt là ở trước mắt mọi người. Ở nơi bí mật, đoạn cầm được mệnh danh là Đại Ma Vương những học viên bị phản chiếu của nàng ngược đãi không ít. Thôi đi. Học kỳ sau mình sẽ nhảy lớp đi tới ban một thiên tài. Hẳn là sẽ không có đối thủ chứ. Đột nhiên, sắc mặt đoàn cầm lộ ra vẻ vui mừng. Thân ảnh của cô liền biến mất và xuất hiện ở trên võ đài. Ở phía đối diện, Galio nhíu mày. Bộ dáng của đoạn cầm có vẻ non nớt hơn so với những gì anh nhìn thấy ở trong ảnh. Hơn nữa, cô ấy cũng không lấy ra quyền trượng của mình mặc kệ mình phải giành lấy thế chủ động trước tiên galo lần lượt vung kiếm ra sau đó anh nhìn thấy cô gái ở phía đối diện nghiêng đầu suy nghĩ một lát sau khi mấy ánh đao tới gần người cô liền vung nắm đấm mềm mại của mình ra những ánh kiếm kia đều vỡ tan nắm tay đánh ra sóng xung kích càng lúc lớn nó giống như một cơn sóng thần bao trùm toàn bộ đấu trường galio thiêu đốt nguyên lực kích hoạt thanh kiếm thần binh và chém ra một đòn galio chết Đoạn cầm khó chịu nhìn nắm đấm của mình, mình lại dùng lực quá mạnh à. Rõ ràng chưa tới 10%. Cô cảm thấy rất ấm ức. Galio được hồi sinh lại ở dưới đấu trường. Ở trong đầu anh có vô số mảnh vỡ lóe lên giống như phim. Cha mình cho mượn thần binh cấp 2. Sai người thu thập kỹ càng tin tình báo. Niềm tin đã được tìm lại. Lúc này, mọi thứ đã tan vỡ hoàn toàn những dao động tinh thần dữ dội khiến cho Galio không thể nào duy trì được hình dáng của mình. Hình bóng dần mờ nhạt cho đến khi biến mất. Ở thế giới bên ngoài, một luồng kích thích mạnh mẽ xông thẳng lên đầu, hắn đã hoàn toàn ngất đi. Tuy nhiên, Galio không hề biết, bất luận trước đó hắn đã thua bốn lần liên tiếp hay vừa rồi thất bại quá nhanh trước mặt những học viên khác, thực thế, không một học viên nào nhớ đến hắn ta. Bọn họ không rảnh để nhớ những thứ đó. Mặc dù, Galio đã thôi học, nhưng các học viên trao đổi khác đã dần hòa nhập vào học viện. Đây cũng là mục đích của đường vũ. Thành phố Thâm Lam có điều kiện tu luyện tốt nhất. Các học viên trao đổi đến từ các thánh địa khác nhau đều là thiên tài. Sau khi những học viên trao đổi này hoàn thành xong việc học tập của mình và quay trở về thế lực. Đồng thời, bọn họ chỉ cần vài năm để trưởng thành, ít nhất một nửa trong số họ có thể trở thành những cường giả và trở thành một quan chức cấp cao ở trong thế lực một người lãnh đạo có mối quan hệ gần gũi với thâm lam và chịu ảnh hưởng của văn hóa thâm lam thậm chí người đứng đầu của thế lực chắc chắn sẽ có sự thay đổi lớn ở trong việc đưa ra quyết định sự thay đổi trong tiềm thức mới chính là điều đáng sợ nhất điểm này các thế lực lớn không hề thiếu người thông minh bọn họ đương nhiên có thể hiểu được tuy nhiên đây chính là một dương mưu nếu không cử học viên trao đổi đến học tập các thế hệ sau sẽ tụt hậu hơn so với những thế lực khác vài năm sau sức chiến đấu hàng đầu sẽ bị những thế lực cung cấp bỏ lại phía sau hơn nữa các học viên giao lưu sẽ mang về phương pháp tu luyện và những kiến thức khác cho thế lực nó cũng là điều khiến cho các quan chức cấp cao của các thế lực thánh địa không thể nào từ chối lời đề nghị hấp dẫn đó trái đất sau khi được dời đi đã định cư ở trong khu vực có vùng lãnh thổ nghèo nàn nguồn tài nguyên ở từ vị trí hư không quan sát những ngôi sao ở trong khu vực đều không hề sáng sủa như thế tổng thể phân bố theo hình răng cửa đường vũ đặt tên cho nơi này chính là tinh vực hắc ám tinh vực hắc ám cũng có sinh mệnh trí tuệ một số nền văn minh đã ra đời ở đâu có hành tinh sống thì nơi đó nhất định sẽ có sự sống các nền văn minh từ đó cũng sẽ ra đời tuy nhiên đường vũ không có ý định phái phi thuyền đi thăm dò ở phạm vi bên ngoài hệ mặt trời anh muốn giảm thiểu dấu vết trái đất để lại và không để cho đám ma quỷ kia dễ dàng phát hiện sau khi thoát khỏi mấy tên thánh nhân kia. Thậm chí, anh còn cố tình trêu đùa những tên thánh nhân đó. Đường Vũ tin tưởng, bất kể bản thân mình hay là trái đất thì tầm quan trọng của cả hai đã được nâng lên nhiều cấp độ. Nếu bọn họ bị phát hiện một lần nữa, không chỉ có 6 tên thánh nhân tham dự thôi đâu. Anh nhất định không thể nào chủ quan. Bộ tộc ma quỷ cũng không bao giờ tưởng tượng được Trái đất không có dời đến những khu vực có nguồn tài nguyên phong phú khác, mà nó lại lựa chọn khu vực hắc ám xa xôi cằn cỗi kia. Dù sao, ngay cả khi có cổng dịch chuyển có năng lực phá giới, mỗi lần sử dụng đều phải tiêu hao năng lượng rất nhiều. Ngoài trừ dùng nó để phá thủng hàng rào thế giới, khoảng cách cũng là một yếu tố rất lớn. Khoảng cách càng xa thì việc tiêu hao năng lượng sẽ càng nhiều. Tuy nhiên, cổng dịch chuyển nhà mình hoàn toàn cố định nó có thể được sử dụng như một phương tiện di chuyển thông thường nếu không đường vũ cũng sẽ không di chuyển trái đất đến một khu vực cằn cỗi như thế này nếu không có đủ tài nguyên dùng để đột phá thì ngay cả khi sống sót trong lúc nhất thời cũng vô dụng mà thôi đường vũ cũng cân nhắc việc di chuyển trái đất đến tinh vực tĩnh mịch ở trong vũ trụ nơi không hề có bất kỳ sự sống nào cả nếu như thế dưới góc nhìn ở trong hư không trái đất với màu sắc rực rỡ và hàng rào thế giới ngăn cản nó lại càng thêm bắt mắt hơn nhiều tinh vực hắc ám thì đủ rồi câu lạc bộ anh hùng và các thế lực thánh địa khác có năng lực khám phá ngoài vũ trụ tuy nhiên dưới sự ám chỉ của anh thì tất cả đình chỉ thăm dò các hành tinh tuy nhiên đừng vũ biết bản chất của nhân loại luôn tò mò và muốn tìm đường chết với năng lực vốn có hành vi tìm đường chết của nhân loại chỉ dựa vào một tờ lệnh cấm là không thể nào áp chế được ngay cả khi anh phái người ở quân đoàn phòng thủ ở bên ngoài biên giới hệ mặt trời, cũng không nhất định hoàn toàn bảo đảm. Nhiều nhất, anh chỉ đàn áp chuyện này khoảng 2-3 năm. Anh sớm chuẩn bị mọi thứ trước. Ví dụ, mở cửa kinh doanh truyền tống xuyên biên giới với thế giới bên ngoài. Tất nhiên, đó sẽ là sự phát triển có chọn lọc. Kể từ khi phân thân hệ không gian có khả năng du hành ở trong hư không cao vị, tốc độ khám phá hành tinh mới đã nhanh hơn rất nhiều hiện tại không ít thế giới chỉ mới thành lập căn cứ và chưa có thăm dò thực sự ở nhiều thế giới đặc biệt những thế giới với nguồn tài nguyên giàu có nơi đó nhất định sẽ có những người bản địa với thực lực không hề yếu hoặc sẽ có những con thú biến dị hoặc những chủng tộc thông minh hoặc sẽ có nền văn minh không hề kém ở thế giới như thế bọn họ muốn khai thác tài nguyên cần phải có quân đoàn bảo vệ hiện tại thành phố thâm lam chỉ có thể ưu tiên khai thác dù sao tài nguyên rất trân quý và khan hiếm. Khi đó, mình có thể mở khoảng 2-3 cái thế giới, giờ đi lực chú ý hơn nữa, mình sẽ sử dụng quân đoàn của các thánh địa để khai thác tài nguyên. Dù sao, cổng dịch chuyển này có thể xuyên qua hành tinh khác mà, chi phí khẳng định cũng không hề thấp. Nếu mình tăng việc thu phí sử dụng lên thì mọi người đều có thể hiểu được. Một tinh vực hoang vu ở trong vũ trụ. Phạm vi nơi này trải rộng vô số không gian bị bóp nghẹt vô số năm ánh sáng. Ở trung tâm của không gian vạn vẹo và chia cắt, đó là một vật thể phát sáng khổng lồ lớn hơn mặt trời mấy trăm nghìn lần. Vật thể phát sáng này được hình thành bởi vô số tử hỏa. Mỗi một giây đều có vô số tử hỏa nhảy múa. Một số tử hỏa liền xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong vùng không gian vạn vẹo trải dài vô số năm ánh sáng. Tử hỏa chính là ngọn lửa kỳ lạ ở trong vũ trụ, mỗi một cụm đều có thể thiêu đốt một tên siêu phàm cấp 2 thành tro tàn nó lại có năng lực cắn nuốt không gian và bóp nghẹt để tồn tại mãi mãi. Ngay cả siêu phàm cấp bậc lĩnh vực bình thường bước vào đều không biết sống chết. Đây chính là cảnh tượng hiếm có trong vũ trụ, không vực tử hỏa. Mặc dù nguy hiểm, những một số cường giả đã đổ xô tới nơi này. Đặc biệt, những cường giả đỉnh phong chuyên tu pháp tắc hệ hỏa. Thậm chí, thánh nhân chỉ vì muốn lấy được một viên tử hỏa ở trong không vực tử hỏa bọn họ liền nghỉ ngơi ở trong đây mấy chục hay mấy trăm năm cũng không phải điều gì lạ. Nếu dung hợp một viên hạt giống hệ hỏa như thế, liếng sẽ khiến cho một tên cường giả cấp 3 mạnh mẽ hơn nhiều. Thậm chí, nếu người đó sau này đột phá tới thánh nhân, tỷ lệ thành công của người đó sẽ cao hơn một chút. Bên ngoài không vực tử hỏa. Không gian sụp đổ, một thanh niên tóc đen mặc áo giáp màu bạc từ từ xuất hiện. Nơi này chính là không vực tử hỏa sao. Nếu nhìn xung quanh, không gian nơi này vặn vẹo giống như những dải truy băng trong suốt đang xen lại với nhau không hề thấy điểm cuối khiến người ta chấn động không thôi xa xa bạn cũng có thể nhìn thấy những thân ảnh khác bước vào không vực tử hỏa và biến mất xứ sở thần tiên này ở trong vũ trụ có phần nổi tiếng đường vũ đi tới rất nhiều thế giới và dừng lại ở một số đại lục không hề có hàng rào thế giới ngăn cách sau một hồi tìm hiểu anh mới vô tình biết được không vực tử hỏa này tử hỏa tối thượng mỗi ngọn lửa đều ẩn chứa một phần nhỏ pháp tắc hệ hỏa nó ở giữa khu vực này hình thành không gian vạn vẹo một cách tự nhiên cả hai điều kiện ngọn lửa và không gian đều được đáp ứng và chất lượng tương đối cao nơi này thích hợp để cho mình đột phá cảm giác trong lòng nói cho mình biết những điều kiện này đã đủ để đột phá thánh nhân môi trường lửa và không gian càng độc đáo thì khả năng đột phá thánh nhân của mình sẽ càng cao những kỳ vật hệ hỏa và không gian đã được anh gom góp trong mấy năm qua. Trình độ pháp tắc của anh đã vượt xa yêu cầu cần thiết để đột phá thánh nhân. Đương nhiên, pháp tắc càng cao thì sẽ càng có lợi. Pháp tắc nhập môn đỉnh phong có biết bao nhiêu cường giả, nhưng muốn tìm một người để đột phá thánh nhân, vẫn ở trong hàng hà xa số khó tìm được một người. Tuy nhiên, vị trí cụ thể vẫn cần phải tìm kiếm cẩn thận. Không vực tử hỏa rất nguy hiểm, tồn tại như thánh nhân cũng không hề hiếm gì. Khả năng khi dịch chuyển không gian sẽ đụng phải thánh nhân. Tuy nhiên, không vực tử hỏa tương đối lớn. Ngay cả khi thánh nhân có nhiều gấp 10 cũng giống như tắm ở trong biển vàng, thoáng cái liền biến mất. Đường Vũ đã biết, nếu xét về diện tích, không vực tử hỏa có thể bằng một nửa diện tích của tinh vực hắc ám, đó chính là tinh vực. Phạm vi như thế, ngay cả khi có khuếch tán thần thức mình ra bên ngoài cũng không thể bao trùm được một phần tỷ ở trong đó việc tìm được một khu vực an toàn là điều khả thi. Anh không có tiến vào ngay lập tức mà tiếp tục di chuyển không gian dọc theo biên giới của không vực. Thân ảnh đang xen giữa hư và thực, đồng thời có thể bay ra một khoảng cách vô tận ở trong chiều không gian vũ trụ ngay tức khắc. Một lúc sau, một hòn đảo nổi ở trong vũ trụ đã xuất hiện ngay trước mặt đường vũ. Khi khoảng cách càng gần, hòn đảo không ngừng phóng lớn ở trong tầm mắt, đây đâu phải là hòn đảo, nó rõ ràng chính là một khối đại lục rộng lớn trôi nổi ở trong không gian yên tĩnh. Nếu nhìn kỹ, bạn có thể nhìn thấy ở trung tâm đại lục có một thành phố tráng lệ. Ở bên ngoài thành phố còn có một tấm trắng trong suốt to lớn bao phủ lấy nó. Thỉnh thoảng, cường giả sẽ điều khiển phi thuyền đáp xuống đại lục. Nó xuyên qua tấm trắng ánh sáng và tiến vào thành phố mà không hề gặp bất kỳ trở ngại nào cả. Đây chính là một thành phố ở trong không gian và vùng đất đóng vai trò là nền tảng của thành phố nó có thể đã bị một vị đại nhân có sức mạnh to lớn hút tới các thành phố vũ trụ sẽ không hiện ra ở trong hư không cao vị nó không phải là thế giới không hề có bất kỳ thế giới rào cản nào cả nó không thể hình thành một cổ tuần hoàng của riêng mình bởi vì điều này hòn đảo nổi không hề có hàng rào ngăn cách sẽ không nhận lấy áp chế nó mới trở thành một trạm dừng chân trung lập khi đường vũ thăm dò vũ trụ anh đã định cư ở thành phố không gian do một thế lực lớn xây dựng anh đến và đi cùng với những nền văn minh thế lực hoặc những người mạnh mẽ có đủ tư cách khám phá vũ trụ nhiều nền văn minh không có khả năng đột phá rào cản thế giới để giáng lâm hành tinh tuy nhiên việc xây dựng một cánh cổng không gian cũng không hề quá khó tin tức về không vực tử hỏa anh đã nghe nói nó ở một thành phố vũ trụ tuy nhiên Thành phố vũ trụ ở trước mặt anh chính là thành phố lớn nhất mà anh đã từng nhìn thấy. Để có thể xây dựng một thành phố không gian trung lập ở trong không vực tử diễm, nơi luôn có rất nhiều thánh nhân đi ngang qua, thế lực đằng sau nó không thể nào đánh giá thấp. Đế quốc Chino. Hắn vừa mới trên đường tới đây hỏi thăm một chút, lãnh thổ của Đế quốc Chino tỏa ra năm sáu cái tinh vực xung quanh. Đây chính là một thế lực cấp độ bá chủ ở trong vũ trụ. Tuy nó không bằng bốn chủng tộc ở trong thượng giới cao duy, nhưng nó vẫn được xem như là số một. Đường Vũ đang nghe truyện trên TV audio CV hóa thành một tia sáng bay vào trong thành phố. Ngay khi vừa bước vào phạm vi lồng sáng, anh liền cảm thấy nhiệt độ tăng lên rất nhiều, khoảng 10 tới 20 độ C. Nơi này có không khí và các thành phần khác nhau tương đương với các thành phần của các hành tinh sống bình thường. Đường Vũ nhìn xung quanh, anh nhìn thấy ở trong thành phố có rất nhiều người có sừng nhọn xinh đẹp. Bọn họ là chủng tộc có số lượng đông nhất ở trên lãnh thổ của đế quốc Chino. Nó được xem như là một nhánh của nhân loại. Tuy nhiên, ở trong mắt nhân loại, diện mạo của những người có sừng hơi phức tạp một chút. Những người có sừng nhọn đều là những người bình thường dưới bậc siêu phàm. Bọn họ chính là những nhân viên phục vụ ở trong thành phố vũ trụ. Lồng ánh sáng bao phủ thành phố không gian, nó không phải dùng để phòng thủ, mà để cung cấp môi trường sống cho những người có sừng nhọn này. Đương nhiên, nó cũng có thể làm cho các cường giả nghỉ ngơi ở thành phố vũ trụ cảm nhận được sự ấm áp giống như nhà của mình. Đường vũ xua tay một người đang có ý định tiến lên hầu hạ. Anh muốn đi vào thành phố một mình. Anh không có kết tán cảm nhận của mình. Dù sao, ở trong thành phố này, bất kỳ góc nào cũng có thể xuất hiện thánh nhân. Nếu anh khuếch tán cảm nhận của mình ra bên ngoài sẽ dễ dàng bị phát hiện. Hành vi này không hề lịch sự, gặp phải những người có tính tình nóng nảy rất dễ xảy ra va chạm sao anh ngẩng đầu nhìn lên nơi xa liền có một quả cầu lửa nổ tung ở bên trong ngọn lửa một gã cường giả có khí tức cấp bậc lĩnh vực đỉnh phong bị thiêu rụi không còn xương cốt một cổ khí tức thánh nhân còn sót lại sau khi xuất thủ một số người có sừng nhọn hét lên và bỏ chạy tuy nhiên hầu hết những người có sừng dường như đã quen với việc đó rồi Tại thành phố vũ trụ bên trong không vực tử hỏa, những người sừng nhọn bình thường có địa vị thấp nhất. Bọn họ giống như heo bò, những cường giả đỉnh phong, cường giả vô địch ở nơi này cũng phải cẩn thận làm việc. Ai cũng không biết mình có chọc nhầm phải thánh nhân hay không. Thánh nhân chính là người đứng đầu ở trong này. Thế lực phía sau thành phố vũ trụ chính là đế quốc Chino. Bọn họ có lính canh và những cường giả mạnh mẽ tọa trấn ở nơi này. Nhưng, bọn họ chỉ quản lý siêu phàm thánh nhân chỉ cần không làm việc quá đáng thì bọn họ sẽ nhắm mắt cho qua. Không cần thiết vì một việc nhỏ mà đi đắc tội đến thánh nhân. Đương nhiên, thánh nhân xuất thủ cũng cần phải có chừng mực. Chẳng hạn như vị thánh nhân vừa mới ra tay. Nó chỉ liên lụy đến một quán tra, ngoại trừ những cường giả đỉnh phong ra, liền chỉ chết hai ba tên siêu phàm và hơn 10 tên sừng nhọn. Ở trong mắt người quản lý không hề đáng giá nhắc tới. Đường vũ hơi nhíu mày, Bước chân anh không ngừng tiếp tục tiến về phía trước. Cảm nhận không dễ dàng phát tán ra ngoài. Tuy nhiên, thính giác của anh rất tốt, dù cách xa mấy cây số anh cũng có thể nghe thấy một số cường giả đang trò chuyện. Lại là một tên cường giả đỉnh phong xui xẻo. Hắn nhất định là một tên mới tới. Đừng nói chuyện này nữa. Anh đã tìm được hỏa chủng hay chưa? Làm gì có thể tìm thấy dễ dàng như thế, tôi đã ở không vực tử hỏa này 15 năm. Lần đầu tiên ở không vực tử hỏa 2 năm, lần thứ hai thì 5 năm. Lần thứ ba chính là trước đó, tôi chỉ mới vừa vào không lâu liền nhìn thấy hỏa chủng xuất hiện từ xa, tuy nhiên, nó đã bị một vị đại nhân lấy đi, tôi căn bản cũng không dám hó hé một tiếng. Phiêu. Tôi cũng thế, trừ khi chúng ta có thể đi sâu vào không vực tử hỏa. Như thế, xác suất tìm thấy hỏa chủng sẽ cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nó cũng tăng xác suất chúng ta lên gấp đôi. Tôi đã từng thử qua, xém chút nữa mất đi cái mạng rồi." Âm thanh phát ra từ hướng khác thu hút sự chú ý của Đường Vũ. "Gần đây không yên ổn, chỉ sợ tôi không thể ở không vực tử diễm nữa rồi." "Sao thế? Bạn có nghe nói qua về tin tức thượng giới cao duy hay chưa? Đó là nơi ở của các chủng tộc đỉnh cao như nhân tộc, linh tộc và những chủng tộc khác. Tôi nghe nói, trước đây không lâu đã bị bộ tộc ma quỷ công phá." toàn bộ vũ trụ có thể sẽ xảy ra chiến tranh nữa rồi bộ tộc ma quỷ tôi nghe nói nơi nào bọn chúng đi qua không còn ngọn cỏ mẹ nó nhân tộc và linh tộc tại sao lại thất thủ nhanh đến như thế tôi nghe nói linh hoàng cung của linh tộc và nhân hoàng cung của nhân tộc đều bị phá hủy một số thánh nhân đã chạy thoát thời kỳ đỉnh cao của hai bộ tộc đó xem như chỉ còn là quá khứ tuy nhiên trời sụp còn có người đứng lên ngăn cản chúng ta không cần phải lo lắng lung tung. Hơn nữa, vũ trụ to lớn như thế, chúng ta không thể trêu chọc bộ tộc ma quỷ, chúng ta không được phép ẩn nấp hay sao? Bạn nói cũng đúng. Đường vũ tập trung lắng nghe từng câu từng chữ. Bỗng nhiên, anh cảm thấy bóng tối đang bao phủ lấy mình. Hai người đàn ông to lớn cao hơn 20 mét đứng trước mặt anh. Anh liếc nhìn qua thì thấy giống một tên người đá. Tuy nhiên, ở bên ngoài cơ thể có hoa văn phức tạp và ngọn lửa đen không ngừng cháy liên tục. Đó là bộ tộc Nham Ma. Nhóc nhân loại, ngươi vừa mới tới không vực tử hỏa đúng không? Một tên Nham Ma khác mở miệng, thanh âm hơi lớn, đừng hỏi vì sao chúng ta biết. Chúng ta vừa nhìn là biết ngươi chính là một tên mới đến. Nếu như một tên người mới liều lĩnh như ngươi tiến vào không vực tử hỏa, mất mạng chiếm 90%. Nếu tham gia vào một cái quân đoàn có độ uy tín lâu năm chính là phương án tốt nhất. Đúng thế. Quân đoàn Thánh Hỏa chúng ta gần đây đang chiêu mộ tân binh. Chỉ cần ngươi trong lúc thăm dò làm ra đủ cống hiến, sẽ được ban cho một viên tử hỏa. Đây chính là cơ hội hiếm có của ngươi, nhóc nhân loại hãy nắm chặt thời cơ này đi. Đường Vũ hơi dừng bước chân lại, anh không ngẩng đầu lên. Thánh Hỏa Ở trong không vực tử hỏa có không ít quân đoàn được xây dựng tạm thời. Tuy nhiên, những người có nói được chữ thánh, nhất định ở trong quân đoàn phải có thánh nhân tồn tại. Ở trong không vực tử hỏa, nhiều người có được tử hỏa, đều nằm ở tầng cao nhất. Tuy nhiên, chuyện này đâu có liên quan gì tới lãnh chúa đường đâu nhỉ. Nhường đường một chút. Nếu đồng ý thì hãy ký vào bản hợp đồng này, chờ chút, ngươi vừa mới nói cái gì. Thân âm của tên nham ma nhất thời cao gấp mấy lần, khiến không ít siêu phàm chú ý tới. Ngay sau đó, bọn họ liền dời ánh mắt sang chỗ khác hướng về nơi xa giống như không có chuyện gì xảy ra tốc độ bọn họ dần tăng lên tôi nói tránh ra chỗ khác lãnh chúa đường là một người rất ôn hòa anh không muốn ra tay trực tiếp lướt qua người hai tên nham ma kia và dùng tốc độ không nhanh cũng không chậm đi về nơi xa khuôn mặt của tên nham ma dần trở nên cứng nhắc ngươi có thể không biết quân đoàn thánh hỏa được thành lập bởi một vị thánh nhân vĩ đại Đường Vũ tiếp tục bước đi. Sao ngươi lại dám vô lễ với thánh nhân? Hắn nắm lấy bàn tay to lớn của mình, lòng bàn tay liền bốc lên ngọn lửa màu đen. Hiển nhiên, hắn muốn lấy cớ vô lễ thánh nhân để ép buộc người mới. Đây không phải là lần đầu tiên hai tên nham ma làm chuyện này. Chỉ cần bọn chúng lấy được tiêu chuẩn, có thể vì quân đoàn chiêu mộ một ít tên làm bia đỡ đạn. Ở trong không vực tử hỏa cũng phân ra làm nhiều mức độ khu vực nguy hiểm trung bình hay khu vực cực kỳ nguy hiểm. Một số khu vực có nguy cơ cao cần phải có bia đỡ đạn không biết gì để dò đường. Tuy nhiên, trước khi bàn tay to lớn của tên nham ma kia còn chưa nắm lấy, ở trong mắt hắn liền xuất hiện một ngọn lửa màu lưu ly. Một cảm giác nguy hiểm theo bản năng liên xông thẳng lên đầu hắn. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì toàn bộ ý thức liền chìm ở trong bóng tối. Một tên nham ma khác sững sờ nhìn, thân thể to lớn run rẩy, không khỏi lui về phía sau một bước mãi cho đến khi có một cổ khí tức thánh nhân bốc lên và bao bọc lấy hắn nỗi sợ hãi ở trên mặt hắn liền tan biến thay vào đó là khuôn mặt tràn đầy dữ tợn đường vũ cảm thấy cổ khí tức này hơi quen thuộc đó là cổ khí tức thánh nhân đã thiêu chết tên cường giả đỉnh phong cách đây không lâu nó khiến cho anh ngày càng thất vọng hơn anh quá thất vọng về thành phố không gian này một ngọn lửa màu đen sẫm và u ám hơn nó chứa đựng pháp tắc hệ hỏa và hắc ám phủ đầu chụp xuống ở nơi xa một cổ lực lượng tinh thần quét qua mà không hề để lại bất kỳ dấu hiệu nào cả ngọn lửa màu đen rơi xuống người đường vũ đường phố trong phạm vi mấy chục mét những người có sừng nhọn không kịp chạy trốn liền bị thiêu rụi sạch sẽ hả một âm thanh hơi bối rối vang lên một bóng người hiện ra trong ngọn lửa đen hắn không hề bị tổn thương và ngọn lửa cũng không thể nào chạm tới anh đi bộ nhàn nhã tiến về phía trước. Tuy nhiên, anh tiến lên phía trước và đi tới tên Nham Ma trước mặt. Năm ngón tay xòe ra, ngọn lửa màu lưu ly lóe lên rồi biến mất. Soạt. Tên Nham Ma chỉ còn lại một đống tro tàn đang rơi xuống. Ngươi dám. Tiếng hét giận dữ dần vang lên. Cách đó không xa, một cổ khí tức thánh nhân đột nhiên bộc phát. Một tên Nham Ma cấp bậc thánh nhân cao mấy chục mét khuôn mặt bị che khuất bởi ngọn lửa đen liền xuất hiện. Khí thế ép người, hai con rồng lửa màu đen gầm lên. Quy lực mạnh mẽ gấp mấy chục lần, ngay cả những cường giả đỉnh cao đã sớm tránh đi. Bọn họ cũng không quan tâm tới chuyện gì khác và hóa thành những luồng ánh sáng bay về phía xa. Từng cổ nhận thức liền tản ra, thỉnh thoảng quay đầu lại. Ở trong tầm mắt họ, một hình dáng nhỏ bé của cường giả vô địch nhân loại. Hắn vươn tay ra, chắn ở trước mặt là hai con rồng lửa màu đen đang gào thét. Những con rồng lửa đen đến gần giống như nước biển bị tảng đá ngầm ngăn cách và nổ ầm ầm lan ra hai bên. Bung! Một vụ nổ kinh thiên động địa xảy ra, đường phố rộng rãi biến thành hố sâu. Những tòa nhà lộng lẫy dưới làn sóng xung kích vỡ tan thành từng mảnh và rải rác tứ phía. Những người có sừng nhọn trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi. Dừng tay! Cổ lực lượng tinh thần mênh mông lúc đầu kia đã xuất hiện hắn cũng là một thành viên của bộ tộc sừng nhọn. Tuy nhiên, hắn mặc bộ áo giáp mạ vàng, cặp sừng nhổ ra ở trên trán được nhụn thành màu vàng trong suốt. Quy thế bức người. Lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng bao phủ, đem làn sóng xung kích kia cản lại. Khí tức của vị thánh nhân có sừng nhọn này còn mạnh hơn cả khí tức của tên thánh nhân nham ma kia. Ở trong thành phố vũ trụ này còn có hai cổ khí tức thánh nhân bốc lên đang chạy tới đôi mắt của tên thánh nhân nham ma trực cháy ngọn lửa màu đen nhưng hắn không tiếp tục ra tay đường vũ duỗi ngón tay giữa ra hướng về phía trước tên thánh nhân nham ma mặc dù không hiểu nó ám chỉ cái gì tuy nhiên loại khinh miệt và xúc phạm này phổ biến ở trong toàn vũ trụ ngọn lửa màu đen ở quanh người hắn lại bốc lên thánh nhân của bộ tộc sừng nhọn từ xa chạy tới cũng nhíu mày hắn không hề vui thánh nhân không thể nào bị xúc phạm bất kể nguyên nhân gì những kẻ dám xem thường thánh nhân sẽ chết không hề thương tiếc thánh nhân của bộ tộc sừng nhọn vốn định ngăn cản cuộc chiến lại hắn cũng thả chậm bước chân mình lại hai mắt tên thánh nhân nham ma sáng lên ngọn lửa đen rung động dữ dội vô số con rồng lửa đem tên siêu phàm nhân loại bao phủ ở trong đó nó sẽ không hề ảnh hưởng nhiều tới môi trường xung quanh đường vũ quay đầu nhìn lại thân hình dần trở nên hư ảo và trực tiếp biến mất ở trong ngọn lửa đen vô tận bên trong không vực tử hỏa, Đường Vũ đi bộ nhàn nhã. Sức mạnh cắn nuốt ở trong không gian này có thể gây ra tổn thương cho cơ thể bán thánh. Sự biến dạng này có khả năng ngẫu nhiên dịch chuyển cường giả xâm nhập vào sang một nơi khác. Nếu như bị dịch chuyển tới khu vực bên trong không vực tử hỏa, ngay cả cường giả đỉnh phong hay vô địch cũng khó mà chống lại ngọn lửa kinh khủng kia. Hơn nữa, nó cũng khó mà tìm được đường ra. Mỗi một cường giả thăm dò ở không vực tử hỏa đều phải cẩn thận tránh cho những không gian ngẫu nhiên không thể nào cảm nhận được va tới đây chính là một trong những lý do tại sao thánh nhân cần phải kiếm những bia đỡ đạn các thế lực được thành lập ở gần đó thậm chí bọn họ còn sở hữu một số bản đồ ở trong không vực tử hỏa và trên đó có đánh dấu một số nguy vực có độ nguy hiểm cao đường vũ vốn định tìm kiếm thông tin có liên quan đến không vực tử hỏa bây giờ anh phải tự dựa vào chính mình rồi thật phiền phức thân ảnh lờ mờ hiện ra ở trong không vực tử hỏa. Cách không vực tử hỏa có vô số tinh vực ở đằng xa. Trên một hành tinh khổng lồ, 90% là đất liền và một phần là đại dương. Ở trên đất liền có một thành phố hùng vĩ với quy mô lớn nhất. Ở trung tâm tòa thành cổ lâu đời, một thanh kiếm gãy không thể nào diễn tả bằng lời nói. Nó cắm thẳng ở đó, một đoạn kiếm gãy đến mặt đất cao khoảng 2-3 nghìn mét. Phần mặt cắt trơn nhẵn, nó giống như bầu trời rộng mở đó chính là thành phố thánh kiếm đoạn kiếm gãy đâm thẳng vào trung tâm thành phố tuy nhiên ở trong phạm vi 10 cây số không hề có bất kỳ tòa nhà nào bất kỳ sinh vật nào đến gần thanh kiếm gãy từ người bình thường cho đến siêu phàm bọn họ sẽ bị uy áp trên thanh kiếm gãy đó bao phủ và không thể nào di chuyển được bất kể người tu luyện ở thành phố cổ hay ở các thành phố khác ít nhất có 9,9 người đã dùng kiếm làm vũ khí đây chính là vương quốc kiếm một tòa thế lực cấp độ bá chủ với những thanh kiếm nổi tiếng xung quanh các tinh vực hành tinh này được gọi là vương quốc kiếm nó cũng là một hành tinh miễn cưỡng lắm mới có thể được xem là hành tinh có sự sống cấp cao hành tinh kiếm này cũng là một hành tinh mở hiếm có ai có thể thông qua thử thách của vương quốc kiếm đều có thể ở lại vương quốc kiếm lâu dài mà không bị lực lượng thế giới áp chế không phải cường giả nào cũng biết cách giải quyết được lực lượng áp chế thế giới vượt qua thử thách ở cấp độ càng cao bạn thậm chí có thể tận hưởng nguồn tài nguyên tu luyện ở trên hành tinh kiếm không đã đến hành tinh kiếm khoảng một năm trước tuy nhiên anh không có tham gia thử thách của vương quốc kiếm bất kỳ thử thách nào đối với anh mà nói đều là vô nghĩa anh đến hành tinh kiếm chỉ với một mục đích duy nhất chiến đấu một người cường giả mạnh mẽ chỉ dùng kiếm chiến đấu với một hành tinh anh không hề cố ý hóa giải lực lượng áp chế thế giới bắt đầu từ siêu phàm cấp 1, từng bước khiêu chiến cường giả. Hôm nay, không đã chiến thắng 9.999 lần. 3.000 chiến thắng đầu tiên, anh dùng thực lực siêu phàm cấp 1 khi bị áp chế. Anh đã chiến đấu với các cường giả siêu phàm cấp 2 ở trên hành tinh kiếm mà không có một thất bại nào. 3.000 trận đến 6.000 trận, sức chiến đấu có thể so sánh với cấp 2 sau khi bị áp chế anh đối đầu với các cường giả cấp 3 ở khắp nơi trên hành tinh kiếm cũng không hề nhận lấy một sự thất bại nào. 6.000 trận đến 8.000 trận, không đã đi tới thành phố kiếm, chiến đấu với dân bản địa ở nơi này. Những thiên tài chuyên tu kiếm thuật và những người tu luyện kiếm từ khắp các nơi trên vũ trụ. Các chiêu thức kiếm và kiếm ý không hề giống nhau. Sau chiến thắng 9990, không đã thách đấu những người bất khả chiến bại chuyên nghiên cứu kiếm thuật hàng nghìn năm, pháp tắc cũng sớm đã nhập môn một người một kiếm đã tiêu diệt hết những lão quái vật ở trên hành tinh kiếm. Anh vẫn chưa hề thất bại. Chính trận thắng cuối cùng, một thánh nhân thích so tài và muốn đấu tay đôi với không? Không vẫn giành chiến thắng. Dù chỉ là một cuộc chiến so tài chứ không phải cuộc chiến tiêu diệt bản nguyên. Điều này vẫn gây chấn động cho rất nhiều người ở trên hành tinh kiếm. Không giống như miếng bọt biển, anh hấp thu những cảm ngộ sâu sắc của các cường giả kiếm thuật khác nhau từ độ sắc bén của thanh kiếm cho đến sự ẩn giấu sâu bên trong vỏ kiếm. Con đường dần trở nên rõ ràng. Hôm nay chính là trận chiến cuối cùng của anh. Đối thủ của không chính là một tên yêu nghiệt đỉnh cao ở trong kiếm vương cung. Hắn được đồn là một tên thiên tài triệu năm mới xuất hiện một lần. Hắn đã tu luyện gần 2.000 năm với một vị đại năng cũng là sư phụ của hắn. Kiếm thuật của hắn vô cùng kinh khủng, hắn chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá thánh nhân. Hắn cũng muốn lợi dụng trận chiến này với không để siêu phàm nhập thánh. Chiến trường của hai người nằm ở trung tâm thành phố kiếm, nơi mà thanh kiếm gãy đang cắm thẳng ở chỗ mặt đất trơn nhẵn kia. Nơi đó liền đã ngăn cản 99% cường giả cấp bậc lĩnh vực. Không và tên thiên tài yêu nghiệt kia từ hai hướng bước tới. Áp lực của thanh kiếm gãy không hề ảnh hưởng đến hai người. Ngược lại, kiếm ý hai người dần tăng lên và đâm thủng bầu trời vô số siêu phàm bay lên trời ở ngoài phạm vi thanh kiếm gãy bọn họ muốn chứng kiến trận chiến sắp được ghi vào trong sử sách ở trên bầu trời cao mấy trăm nghìn mét người thường không nhìn thấy địa phương một tòa cung điện nguy nga ẩn núp ở trong hư không đây chính là một kiện thánh khí kiểu pháo đài quý giá ở bên trong cung điện không ít người vĩ đại đang quan sát trận chiến bên dưới thiên tài như thế nhất định phải thu nhập vào kiếm vương cung hắn lai lịch không rõ lai lịch không thành vấn đề những người cùng kiếm thường có nhân cách tốt chúng ta cần phải quan sát một chút ký tức linh hồn của hắn còn rất trẻ hắn còn trẻ hơn cả du xương tên này cũng là thiên tài trăm triệu năm mới sinh ra các ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi chẳng lẽ thiên tài như thế sau lưng không hề có thế lực hay sao nhất định người sư phụ đó không hề thua kém chúng ta vậy thì sao xét về kiếm thuật Ai có thể hơn Kiếm Vương cung chúng ta chứ? Hắn xứng đáng gia nhập Kiếm Vương cung của chúng ta. Chúng ta trước hãy quan sát trước đi. Sau trận chiến này, hai người bọn hắn có thể sẽ đột phá thánh nhân. Quá trình đột phá cũng không thể nào bị quấy rầy, chúng ta sẽ bảo vệ tên thiên tài nhân loại này. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng nên kết duyên trước đã. Đúng thế. Chúng ta cũng cần phải cẩn thận. Hai người này chính là thiên tài triệu năm mới xuất hiện một lần. Nói không chừng, những tên đỏ mắt hay những tên thánh nhân đối địch đang ẩn nấp ở xung quanh. Không và du xương ban đầu ngang tài ngang sức. Tuy nhiên, khi trận chiến diễn ra thì khí thế của hai thiên tài không ngừng tăng lên. Nó giống như một thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, xuyên thủng bầu trời. Du xương thất bại. Một tên thánh nhân thở dài. Hắn chỉ kém một chiêu, nhưng dưới sự áp lực, hắn là người đầu tiên đột phá. Không đã thu tay lại đúng lúc cách đó không xa thiên tài kiếm vương cung đang cầm trong tay một thanh kiếm thánh khí dáng người thẳng tắp như một thanh kiếm sắc bén xung quanh bọn họ vô số siêu phàm mang theo thần binh đều ngạc nhiên khi thấy vũ khí của mình đang run rẩy một tiếng kiếm vang lên một cổ ý cảnh huyền diệu bao phủ lấy trung tâm thành phố kiếm nó khuếch tán hơn nửa hành tinh kiếm ở trong thiên địa dần có dị tượng xuất hiện những thanh kiếm hội tụ lại với nhau thành một con sóng dài ngang qua thiên địa sấm sét hủy diệt lóe lên yên diệt chi phong và ngọn lửa nở rộ đủ loại dị tượng kỳ lạ cũng như thảm họa đã bao phủ lấy thiên tài kiếm thuật du xương sau khi vượt qua cơ thể bán thánh được trèn lại thành cơ thể thánh nhân và hưởng thụ vô tận tuổi thọ nếu không thể vượt qua thì coi như mất mạng thiên tài như thế này thì bất kỳ người xem nào cũng tin tưởng người như thế sẽ sống sót sau tai kiếp huống chi việc đột phá thánh nhân mới khó khăn nhất nhưng thật ra muốn tìm được một cơ hội chín mùi để mà đột phá. Những siêu phàm đứng ngoài quan sát nhanh chóng lùi ra xa. Không ở cách xa mấy cây số. Anh nhắm mắt lại và cảm ngộ. Sau khi chiến thắng liên tiếp 10.000 trận, khí thế của anh đã đạt đến đỉnh phong. Bản thân thiên tài kiếm thuật đang ở trước mặt anh đột phá. Đó cũng là một nguồn thông tin để cho không tham khảo và học tập. Nghĩ kỹ lại, khí tức của anh cũng bắt đầu dao động một cổ dao động thần bí dần tràn ngập ở trong bầu không khí. Hắn cũng muốn đột phá sao? Nhanh như vậy. Chúng ta nhất định phải đem hắn dời đến địa phương khác, để tránh cho hai người đó ảnh hưởng lẫn nhau. Ý niệm của một vị thánh nhân có thể bao phủ trong giây lát. Hắn muốn đem không dịch chuyển mấy chục dặm là điều dễ dàng. Bỗng nhiên, vị thánh nhân hơi sửng sốt. Ông nhịn không được bay ra ngoài cung điện, ánh mắt hướng về nơi đó nhìn lại. Ở đó, bóng dáng của tên kia đâu làm sao có thể biến mất ở trong ý niệm của mình cơ chứ không nhận ra mình không thể ngăn cản việc đột phá vậy làm sao anh có thể ở lại hành tinh kiếm nơi mà sự an toàn không hề được đảm bảo anh kích hoạt cuốn trục quay trở về thành phố thâm lam toàn bộ cơ thể bay lên trên bầu trời trong lúc không đang đột phá thánh nhân bản thân y liên đang ở bên ngoài vũ trụ chính cô đang ở trong một vi diện hệ băng thuần túy nơi này quanh năm bị bao phủ bởi băng tuyết chỉ có bộ tộc băng tinh và một ít sinh vật hệ băng sinh tồn ở nơi này y liên theo trực giác của mình và tìm thấy vi diện này vẫn khi vẫn chưa có ai phát hiện ra cô và không khác nhau cô không biết chiến đấu hay cảm ngộ pháp tắc cô chỉ ngồi ở trên băng tuyết hơn nửa năm cô tản đi trường lực siêu phàm khí tức không còn nữa tuyết trắng bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của cô thỉnh thoảng những con thú nhỏ như tuyết trắng bị hấp dẫn tới rồi lắc đầu rời đi đột nhiên những cánh hoa từ trên trời rơi xuống và những bông hoa sen băng nở rộ âm thanh trong trẻo ngọt ngào vang vọng ở giữa bầu trời lâu đến nỗi chưa hết dứt bông tuyết trở nên dày đặc hơn và làn sương mù dày đặc bao trùm cả bầu trời y liên bị chôn sâu ở dưới lớp băng hai mắt cô mở ra dần dần chuyển từ cái chết sang một cuộc sống mới ầm ầm lớp băng đột nhiên vỡ vụn và sụp đổ về phía trung tâm điều thần kỳ này lại tạo thành một bông sen băng khổng lồ ở trung tâm bông sen băng chính là y liên cô đang phá băng lao ra thân thể thánh nhân của cô đã được ngưng tự và hoàn mỹ từng chút một dưới sự đan sen của sự sống và cái chết trong vòng nửa năm cuối cùng cô đã ngưng luyện thành công bây giờ cô chỉ thiếu một bước cuối cùng nữa thôi hoa cơ thể ở trong bộ váy dài màu xanh lam tản ra và hóa thành vô số hạt ánh sáng màu xanh lam những ánh sáng vàng tỏa sáng ở trong những hạt ánh sáng xanh chúng nhanh chóng hội tụ lại với nhau và tạo thành một bộ khung xương thánh nhân vô số pháp tắc ẩn hiện liên tục hiện ra tạo thành máu thịt ở trong mạch máu có dòng sông vàng chảy dài một cái bóng to lớn xuất hiện khuôn mặt mơ hồ khí chất lại cao quý nhìn xuống thế giới ầm ầm toàn bộ vi diện băng tuyết này rung chuyển bộ tộc băng tinh cách đó mấy nghìn cây số quỳ ở trên mặt đất những con thú biến dị sinh ra trí thông minh cũng lần lượt an tĩnh lại trong lòng bọn chúng mang theo sự kính sợ và chứng kiến một vị thần vừa mới được sinh ra thành phố thâm lam bản thân đường vũ cũng cảm nhận được điều gì đó bản khế ước ở trong đầu anh khế ước màu vàng ống của y liên nở rộ mối liên hệ mơ hồ giữa hai người ngày càng rõ ràng hơn rất nhiều thậm chí khoảng cách vi diện giữa các vũ trụ cũng có thể mơ hồ cảm nhận được trong khi đó ở bên ngoài hệ mặt trời một con tàu vũ trụ với ngọn lửa phần đuôi màu xanh nhạt đang di chuyển về phía trước ở trong vùng không gian tối tăm và yên tĩnh con tàu vũ trụ này khởi hành từ hành tinh quê hương của bọn họ trải qua nhảy vọt không gian bọn họ đã bay ở trong không gian hơn nửa tháng bây giờ nó đã sắp đến đích ở bên trong phi thuyền nhiều người không khỏi hưng phấn chúng ta sắp đến được hành tinh đó rồi đó là một hành tinh có sự sống sao đây là hành tinh có sự sống khác lần đầu tiên thế giới thủy tinh chúng ta có thể phát hiện được chúng ta nhất định sẽ ghi danh vào lịch sử đúng thế đặc biệt là tình huống hiện tại không hề ổn nếu có thể xác định đây là một hành tinh thích hợp để cho chúng ta sinh tồn ít nhất chúng ta cũng còn có đường lui với sự quỷ dị của bọn chúng liệu hành tinh này có thể trở thành đường lui của chúng ta hay không ở bên trong phi thuyền tất cả đều im lặng thế giới thủy tinh có nền văn minh khoa học kỹ thuật phát triển con người đã du hành vũ trụ từ hàng trăm năm trước hiện tại ngoại trừ hành tinh quê nhà thủy tinh ra bọn họ còn có hàng chục hành tinh tài nguyên bọn họ càng đem hai hành tinh cải tạo thành môi trường thích hợp để nhân loại sinh sống dấu chân bọn họ trải rộng ở trên nhiều hành tinh và từng cho rằng mình chính là chúa tể vũ trụ. Mãi cho đến ngày đó, một ngôi sao tài nguyên đột nhiên xuất hiện một vết nứt ở trên mặt đất. Ở trong những khe nứt đó là những khe núi không hề thấy đáy. Bầu trời tràn ngập sương mù màu đỏ và có vô số quái vật từ vực sâu tràn ra. Thảm họa ập đến. Khoa học và công nghệ của thủy tinh đã chinh phục hành tinh mẹ và cải tạo nhiều ngôi sao cây khoa học và công nghệ ở trong chiến tranh đã được thắp sáng lên rất nhiều lúc đầu khi vết nứt khổng lồ có tên gọi là vực sâu xuất hiện mặc dù nó khiến cho không ít người khiếp sợ nhưng không một ai lại nghĩ đến nguy cơ tuyệt chủng những con quái vật kia tuy cực kỳ nhanh nhẹn mạnh mẽ đáng sợ và ngoan cường một khi bọn chúng xông vào thành phố thì sẽ gây ra thảm họa không thể nào khắc phục được tuy nhiên suy cho cùng bọn chúng cũng chỉ là sinh vật và chỉ xuất hiện ở trên những hành tinh có tài nguyên và dân cư thưa thớt sau khi các quan chức cấp cao của thủy tinh phản ứng lại bọn họ liền huy động rất nhiều vũ khí chiến tranh hỏa lực vô tận trút xuống những con quái vật gớm ghiếc kia đã bị thổi bay và biến thành tro bụi với nhiều hình dạng khác nhau những con quái vật trồi lên tự vực thăm được đưa lên bàn nghiên cứu khoa học nó được xem là cột mốc quan trọng trong việc phát hiện sự sống ngoài thủy tinh khi thời gian trôi qua hành tinh tài nguyên xuất hiện vực sâu cũng không thể nào chống đỡ được nữa số lượng vết nứt vực sâu càng ngày càng nhiều quái vật cũng ngày càng đáng sợ thậm chí bọn chúng có những con quái vật cấp bậc thảm họa cao hàng chục mét nó có thể chống lại tên lửa và vũ khí năng lượng bọn họ phải trả cái giá rất lớn mới có thể tiêu diệt quái vật cấp bậc thảm họa điều khiến cho ban lãnh đạo ở thế giới thủy tinh hơi an tâm chính là những con quái vật kia mặc dù có thể sống sót ở trong môi trường chân không tuy nhiên chúng không thể nào xông ra khỏi hành tinh dưới tình huống sâu nhất bọn họ đành phải từ bỏ hành tinh tài nguyên kia điều này vẫn nằm ở trong khả năng chịu đựng của ban lãnh đạo ở thế giới thủy tinh cho đến một ngày một hành tinh khác gần với hành tinh tài nguyên kia cũng xuất hiện vết nứt vực sâu hơn nữa khoảng chừng một tháng thì những vết nứt vực sâu kia sẽ lan sang một hành tinh khác. Nó lại có hướng đi cố định và đang chuẩn bị hướng về quê nhà của thế giới thủy tinh. Lần nãy, ban lãnh đạo cấp cao của thế giới thủy tinh không thể ngồi yên được nữa. Bọn họ biết rõ sức mạnh hủy diệt của những con quái vật kia. Những hành tinh tài nguyên kia, bởi vì bọn họ khai thác mỏ quặng, dễ dàng bảo vệ. Nếu như thay thế bằng thế giới của bọn họ với dân số khoảng 20 tỷ người. Tuy nhiên, bọn họ không thể nào ngăn cản vết nứt vực sâu căn bản không thể nào bị phá hủy hay phong tỏa thậm chí với sự gia tăng số lượng của quái vật cấp bậc thảm họa ngày càng tăng lên những hành tinh tài nguyên kia cũng không thể nào bảo vệ được nữa các thành viên cấp cao ở trong ban lãnh đạo của thế giới thủy tinh đã đưa ra một quyết định tồi tệ nhất một bên mở ra một cuộc chiến tranh quy mô lớn giữa các liên minh hành tinh đang nhanh chóng vận chuyển Bên còn lại thì đang chế tạo một con tàu để bảo toàn hạt giống của nhân loại. Tàu vũ trụ Khải Minh chính là con tàu tiên phong. Nó tình cờ phát hiện ra một hành tinh độc nhất vô nhị trong lúc thám hiểm vũ trụ. Theo quan sát, hành tinh này có 3 phần đất liền và 7 phần đại dương. Nó có khả năng là một hành tinh có thể giúp nhân loại sinh tồn. Hành tinh này cách thế giới thủy tinh của chúng ta rất xa. Nói không chừng, nó có thể ngăn chặn được sự lan rộng của vết nứt vực sâu bất kể như thế nào đi nữa, chúng ta trước tiên phải thăm dò hoàn cảnh của hành tinh kia. Sau đó, chúng ta mới có thể chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, bất kể là vấn đề nhập cư hay những vấn đề khác. Các thành viên tinh anh ở trong phi thuyền thu hồi tâm trạng bi quan. Đột nhiên, tiếng chuông báo động ở trên tàu vũ trụ vang lên. Một trong những điều tra viên hét lên, phía trước có một nguồn phản ứng năng lượng cao. Không cần hắn mở miệng, những người khác đã thông qua màn hình nhìn thấy hình ảnh. Ở bên ngoài thiên hà trước mặt bọn họ xuất hiện một luồng ánh sáng chói lóa và xé nát bóng tối của vũ trụ. Những hành tinh ở xung quanh nổ tung. Ngoại trừ ánh sáng trắng và máy dò năng lượng không ngừng vang lên tiếng báo động. Bọn họ không hề phát hiện được bất kỳ thứ gì cả, nhưng lại phát hiện có vô số hành tinh nổ tung. Đó là một cổ lực lượng kinh khủng. Đó chính là hiện tượng kỳ lạ ở trong vũ trụ thế giới thủy tinh đã phát hiện ra một số hiện tượng không thể nào giải thích được trong suốt hàng trăm năm khám phá vũ trụ bọn họ thường gọi nó là hiện tượng kỳ lạ trong vũ trụ lúc trước một chiếc phi thuyền đang di chuyển trong vũ trụ liền biến mất một đoạn thân tàu một số ảo ảnh có kích thước tương đương với kích thước của một hành tinh cũng đã được phát hiện các chuyên gia suy đoán đó chính là cảnh tượng kỳ lạ ở trong vũ trụ do ánh sáng gây ra tuy nhiên cảnh tượng kỳ lạ ở trước mặt bọn họ còn nguy hiểm hơn máy dò năng lượng đã sớm đạt tới giới hạn có thể thăm dò nếu một chiếc phi thuyền cỡ trung bình như khải minh va chạm với nó thì ngay cả cặn bã cũng không còn nhanh chúng ta mau quay đầu lại hành tinh kia thì làm sao bây giờ nó sẽ không bị phá hủy đúng không chúng ta cũng không thể nào quản được nhiều như thế mau chúng rút lui lực lượng vô hình kia dần khuếch tán vô số hành tinh biến mất ngọn lửa ở phần đuôi phi thuyền khải minh phun ra nó đẩy toàn bộ phi thuyền chạy về nơi xa lúc này ở bên ngoài hệ mặt trời thân hình hư ảo của đường vũ dần ngưng thật lúc nãy anh bước vào phi thuyền khải minh thần thức khuếch tán ra ngoài anh lắng nghe cuộc đối thoại của các thành viên ở trong phi thuyền này không ngờ tới đám lính lát của bộ tộc ma quỷ lại lan tràn tới chỗ này nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha